mã vật thể SCP-051, mô hình thai phụ Nhật Bản, phân loại xếp, quy trình quản thúc đặc biệt. SCP-051 và SCP-051-A được giữ trong một cơ sở quản thúc được khóa kín. SCP-051-A được khóa trong một hộp chứa bị khóa, có gắn điều hòa và ô quan sát để tránh bị phân hủy. Bất kỳ nhân viên nào ngoại trừ phụ nữ có thai hoặc những các nữ nhân viên có khả năng mang thai thời kỳ đầu đều có quyền tiếp cận SCP-051 miễn là có yêu cầu từ trước và được quản lý điểm thông qua. Miêu tả SCP-051 là một mô hình giải phẫu học của phụ nữ dài 25cm được làm bằng ngà voi và có đầy đủ các nét đặc trưng của phụ nữ châu Á. Nghiên cứu vi mô chỉ ra rằng tóc trên mô hình là tóc người, đối tượng có các khớp nối ở vai, hông và đầu gối, khoang bụng của đối tượng có thể tách rời hoàn toàn nhờ vào một nắp làm từ ngà voi. Khi mở ra có thể thấy được chi tiết khung xương sườn, cơ quan nội tạng và một bào thai dài 2,5cm được liên kết với mô hình bằng một dây rốn làm từ da. Khi được đưa đến nơi có sự xuất hiện của phụ nữ mang thai, SCP-051 có rất nhiều tác động lên thai kỳ và thường gây ra sẩy thai. Các báo cáo về việc thai phụ bị cưỡng ép phải cầm đối tượng, mở khoang bụng và lôi bào thai bên trong ra ngoài. Điều này sẽ dẫn đến tình trạng nôn mửa và chuột rút trong vòng 5 phút, chảy máu âm đạo tại chỗ và có thể dẫn đến xuất huyết trong vòng nửa giờ tiếp theo. Cuối cùng là gây sẩy thai trong vòng từ 2 đến 24 giờ đối với hầu hết các trường hợp. Ghi chép từ các báo cáo y khoa chỉ ra rằng những thai nhi này thường chịu những khuyết tật từ vừa phải đến rất nặng. Thai phụ sau khi tiếp xúc với mô hình sẽ sinh ra những đứa con bị dị dạng, bao gồm trường hợp thai phụ tử vong và hải nhi bị chính nhân viên đỡ đẻ giết chết. Nhân chứng của những ca sinh này bị tổn thương tâm lý nặng nề và họ đã được xoa dịu sau khi được tổ chức phỏng vấn bằng thuốc lú cấp A. SCP-051-A là một mẫu văn bản được viết trên giấy bản và được phát hiện cùng với SCP-051. Những từ còn sót lại được viết bằng một loại mực làm từ thực vật có niên đại từ thế kỷ 12. Các ký tự này được nhận diện là thứ tiếng địa phương thời kỳ sơ khai ở Nhật Bản. Bản dịch đã hé lộ rằng những chữ này là một phần trong một lời cầu nguyện hoặc một câu thần chú chống lại ma quỷ chuyên tấn công những đứa trẻ chưa chào đời. Câu thần chú sẽ chuyển những thế lực ma quỷ này vào trong con búp bê và giam giữ chúng ở đó để chúng không thể làm hại người mẹ đang mang thai. Tuy nhiên, sau hàng thế kỷ, tờ giấy bị xuống cấp và mực phai màu nên câu thần chú và lời hướng dẫn, nếu có, đều không thể được giải mã. Phụ lục. SCP-051 và SCP-051-A được tìm thấy trong một món đồ tạo tác cổ của Nhật. Món đồ này được một người nặc danh gửi đến bảo tàng năm 1938. Sau 60 năm và hàng loạt các vụ việc liên quan đến các thư ký, nhà nghiên cứu viên nữ xin, một đặc vụ giả danh nhân viên bảo tàng đã nắm được tính chất của nó và thu hồi nhằm phục vụ cho các nghiên cứu của tổ chức.